Mình đã thử hết tất cả 36 kế giảm cân rồi, mà sao không có cái nào hiệu quả hết trơn vậy nè? Ăn cho nên mới xỉu như vậy nè. Ép cần chi mà khổ cực quá không biết. Điều này chắc phải nhờ Đốc Tô Khỏe giúp mới được. Đốc Tô Khỏe ơi, Đốc Tô Khỏe. Hình như Dân Trang đang tìm Đốc Tô Khỏe có việc gấp. Chào Dân Trang. Sao, cần Đốc Tô Khỏe hỗ trợ chuyện gì vậy nè? Đốc Tô Khỏe coi. Nè, bạn Bơ nè, bạn ấy nhịn ăn để giảm cân, bây giờ xỉu luôn rồi kìa. Lại là trái bơ và vấn đề giảm cân đây mà. Nói vậy Đốc Tô Khỏe cũng biết là bơ hay giảm cân lắm hả? Trái bơ đã có tới 36 kế để giảm cân luôn thì phải. Vậy Đốc Tô Khỏe có thể chỉ cho em bơ cách giảm cân như thế nào, vừa hiệu quả là vừa an toàn được không? Đốc Tô Khỏe sẽ giới thiệu cho mọi người một nhân vật giúp giảm cân đơn giản và an toàn nè. Đây là đâu? Bơ nè. Hãy chú ý lắng nghe Dr. Khỏe hướng dẫn cách giảm cân hiệu quả và an toàn đây. Dạ. Trái vỏ ơi, ra đây con. Ra đây để Dr. Khỏe giới thiệu con với mọi người nè. Dạ, trái vỏ xin chào mọi người. Thì ra là trái vỏ. Bộ trái vỏ có khả năng giúp giảm cân hả Dr. Khỏe? Đây là thực phẩm lý tưởng cho người ăn kiêng hoặc tặng người béo phì với pectin và chất xơ hòa tan, giúp chất béo và những năng lượng dư thừa được giải phóng và đốt cháy dễ dàng. Em còn giúp các chị phụ nữ trở nên xinh đẹp, quyến rũ nữa đó nha. Nhưng cụ thể là giúp như thế nào? Em chia sẻ đi, chị và khán giả mới tin được. Em còn giúp chống oxy hóa nữa, đặc biệt là chống thoái hóa điểm vàng, nguyên nhân hàng đầu gây mù. Đối với những trường hợp bị mụn trứng cá thì có thể an tâm sử dụng trái vả. Nhưng cái mà Vân Trang muốn biết nữa đó là nếu mà mình sử dụng trái vả thì phải cần lưu ý những gì hả Đốc Tô Khỏe? Bởi vì do chứa nhiều chất xơ cho nên ăn nhiều trái vả cùng lúc sẽ gây nên chứng khó tiêu, đầy bụng. Mọi người hãy lưu ý điểm này nha. Bơ à, em đã biết sử dụng cái cách giảm cân mà Đốc Tô Khỏe chia sẻ chưa nè? Em ghi chú rồi ạ. Giả là phương pháp giảm cân thứ 37 của em. Quý vị ơi, thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Vân Trang, Đốc Tô Khỏe, Bơ và Té Vả xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.